ăn lục đục, nói chung là không có suôn sẻ. Nên hôm đó mới hết can đảm em để em giải cứu vậy. Nhưng mà cái tình trạng của em lúc đó là em và cái cô bạn gái của em là đã chia tay. Sau cái hôm xem phim đó bao lâu thì em bắt đầu có cảm tình với bạn này? Chỉ buổi tối thôi là bạn đó đã nhắn tin nói là muốn quen, thích rồi thương rồi để ý vậy đó. Rồi em trả lời sao? Em nói cho em xin thời gian suy nghĩ. Bao lâu thì em mới bắt đầu chấp nhận? Hình như là qua sáng hôm sau thì bạn đó lại qua đưa em đi học, chở em đi học. Rồi nói chuyện với nhau thì tối hôm sau em lại chấp nhận. Lâu quá. Một ngày sau. Một cái sự quyết định mà nó trăn trở nó. Mà tới một ngày sau mới trả lời. Anh ơi, anh hãy để cho em thời gian để em suy nghĩ đi. Em thấy là sao em trăn trở, em lo âu và em phải tìm hiểu cặn kẽ là Quang. Ngày hôm sau em mới đồng ý. Con nít mà cưng lắm. Rồi yêu nhau xong rồi có về nhà bạn này chơi rồi em có dắt bạn này về nhà mình không? Dạ, yêu nhau thì khoảng tầm nửa năm. Em lại hỏi bạn là dắt em về nhà đi để cho biết, tại vì theo em biết thì bạn này chỉ có một mẹ một con thôi. Dạ, thì bạn này nói là thôi mẹ anh khó lắm, không có cho dắt ai về tức nhà là không muốn dẫn em về. Dạ đúng rồi, khoảng thời gian đó 20 mấy Tết rồi cái dắt em về. Thì mẹ chồng em lại nói là hồi trước á nó dẫn con nhỏ kia về á rồi nãy nọ. Cái em mới phát hiện ra là lúc đó em giận lắm. Em đòi chia tay, em nói sao anh gạt em. Em biết được cái chuyện anh giận bạn gái về. Em giận anh dữ không? Giận lâu dạ. không? Bao lâu? Mấy năm? Trên đường đi về là em khóc, em đòi chia tay. Chia tay. Mà bạn này thì đó giờ là vô tâm lắm. Bạn không cần biết gì hết. Em nói chia tay, bạn cũng thả em về nhà rồi bạn chạy về. Nhưng mà tối thì lại nhắn tin giải thích là anh sợ em biết rồi em bỏ anh. Thì nói chung là giận được có một đêm à. Lâu quá, tưởng giận mấy năm. Một đêm một. Ngồi đi cưng. Mến chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Nhân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Phú Hạ Vi. Em sinh năm 1996. Hiện em đang là bán hàng online. Rồi mời em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Võ Gia Thịnh. Em sinh năm 1996, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em đang là đầu bếp. Hiện tại là em làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang phụ vợ kinh doanh tại nhà. Nói nghe nè, bữa nay thấy cái bụng lúp lúp nè. Đừng có nói với tôi là đang có em bé nha. Dạ, em đang có em bé được 6 tháng. Trời ơi, chúc mừng nha. Trời ơi, chúc mừng hai đứa. Bây giờ anh rất muốn biết là lần đầu tiên hai em gặp gỡ ra sao và có ấn tượng gì về nhau không nè? Dạ, em với lại anh là học chung trường Sài Gòn Tourist chuyên khoa bếp. Dạ, lúc đầu vô lớp thì em được cô cử làm bí thư. Mấy bạn trong lớp hầu như ai cũng có Facebook em và em rất là ghét bạn này. Tại vì ấn tượng đầu tiên là ghét. Dạ. Lý do là hồi lúc mới vô học thì cách đây khoảng 4 năm, bạn rất là ốm, hình như có 45 kg á, vừa đen vừa ốm mà vừa để cái mái xéo thấy ghét lắm. Em thì lùn mà bạn thì cao nên là em hay nói là em ghét ai cao hơn em lắm, mà lại hay chọc nữa, đi theo chọc mấy bạn trong lớp á. Rồi đi học quốc phòng lại dẫn theo người yêu theo nữa. Bây giờ chồng á là yêu vợ hay là ghét vợ, cái ấn tượng đầu tiên? Dạ, ấn tượng đầu của em gặp bả giống như cái miệng đi trước cái người luôn. Tức là cái đường tiến đi trước đường hình. Dạ, đứng ở cổng trường mà nghe bả trong lớp luôn á. Không nghe tiếng cô giảng mà nghe tiếng bả luôn. Chà, em nói gì mà nói dữ em. Dạ, tại trong lớp bếp thường thường là chỉ có mấy bạn nữ à, tụi em giỡn với nhau rồi chơi chung với nhau. Thì có mấy bạn nữ bếp thường, bếp Âu, nhất là bếp Âu nữa lại có mấy bạn nữ thôi. Chính vì vậy mà coi như em không ưa. Bây giờ là cổ đó là cổ ghét em rất nhiều về cái chuyện ngoại hình. Vậy thì em nhận xét về cổ, cái ngoại hình cổ lúc bấy giờ nó như thế nào? Có bắt mắt không? Thì lúc đó là vợ em chưa sửa mũi, chưa sửa cằm này nọ nên bao nhiêu cái xấu là coi như là trên mặt là hết. Coi như là bây giờ là coi như là đã thay đổi rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nè, cái cột mốc nào mà hai đứa là bắt đầu là để ý nhau? Ngày đó là trường cho nghỉ 2 ngày. Em rủ cả lớp lận đi coi phim mà rốt cuộc thì có 6-7 đứa đi vậy. Thì tự nhiên cái bạn này đòi chở. Rồi tự nhiên vô rạp phim cái nắm tay người ta trong rạp phim vậy đó. Dạ. Sổ sàng vậy luôn. Dạ đúng hả? Rồi. Tại sao em lại có một cái bước đột phá như vậy? Em bắt đầu để ý người ta từ lúc nào? Đó. Dạ, nói chung là em bắt đầu để ý vợ em cũng đầu năm. Nhưng mà em nghĩ vợ em có bạn trai rồi nên thôi em chỉ theo dõi thôi. Về sau thì em mới thấy biết là cái chuyện đó đang lục đục, nói chung là không có suôn sẻ. Nên hôm đó mới hết can đảm em để em giải cứu vậy. Nhưng mà cái tình trạng của em lúc đó là em và cái cô bạn gái của em là đã chia tay. Đã chia tay rồi. Sau cái hôm xem phim nó bao lâu thì em bắt đầu có cảm tình với bạn này?
chỉ buổi tối thôi là bạn đó đã nhắn tin nói là muốn quen, thích rồi thương rồi để ý vậy đó. Rồi em trả lời sao? Em nói cho em xin thời gian suy nghĩ. Bao lâu thì em mới bắt đầu chấp nhận? Hình như là qua sáng hôm sau thì bạn đó lại qua đưa em đi học, chở em đi học. Rồi nói chuyện với nhau thì tối hôm sau em đã chấp nhận. Lâu quá. Một ngày sau. Một cái sự quyết định mà nó trăn trở nó. Mà tới một ngày sau mới trả lời. Anh hãy để cho em thời gian để em suy nghĩ đi. Em thấy là sao em trăn trở, em lo âu và em phải tìm hiểu cặn kẽ là quan. Ngày hôm sau em mới đồng ý. Con nít mà cưng lắm. Rồi yêu nhau xong rồi có về nhà bạn này chơi rồi em có dắt bạn này về nhà mình không? Dạ, yêu nhau thì khoảng tầm nửa năm. Em lại hỏi bạn là dắt em về nhà đi để cho biết, tại vì theo em biết thì bạn này chỉ có một mẹ một con thôi. Dạ, thì bạn này nói là thôi mẹ anh khó lắm, không có cho dắt ai về tức nhà. Tức là không muốn dẫn em về. Dạ đúng rồi. Khoảng thời gian đó 20 mấy Tết rồi, cái dắt em về thì mẹ chồng em lại nói là hồi trước á nó dẫn con nhỏ kia về á rồi này nọ. Cái em mới phát hiện ra là lúc đó em giận lắm, em đòi chia tay, em nói sao anh gạt em. Em biết được cái chuyện anh giận bạn gái về, em giận anh dữ không, giận lâu dạ. Không bao lâu, mấy năm? Trên đường đi về là em khóc, em đòi chia tay. Chia tay mà bạn này thì đó giờ là vô tâm lắm, bạn không cần biết gì hết. Em nói chia tay bạn cũng thả em về nhà rồi bạn chạy về, nhưng mà tối thì lại nhắn tin giải thích là anh sợ em biết rồi em bỏ anh. Thì nói chung là giận được có một đêm lâu quá tưởng giận mấy năm. Một đêm một mấy anh đầu bếp á không biết là có lãng mạn không? Dạ không, hoàn toàn không lãng mạn. Ngược lại rất là vô tâm luôn. Từ lúc quen ảnh tới giờ là khoảng 3 năm rưỡi rồi. 3 năm rưỡi gần 4 năm rồi. Nhưng mà chưa hề có một món quà nào hết. Không lẽ không được một cái món quà nào nó mang cái giá trị tinh thần sao? Em nhớ là hình năm ngoái, 20 tháng 10 năm ngoái, em nói là em thích uống trà sữa. Bữa đó ảnh đi giao hàng cho khách quen, thì ảnh mua được ly trà sữa về là đúng một món quà duy nhất. Tới bây giờ vẫn chưa có lời cầu hôn nào cả. Rồi là cưới được mấy năm rồi? Dạ em cưới được 5 tháng rồi. Cưới được 5 tháng. Quen mấy năm? Coi như là quen 4 năm trời mà tặng một ly trà sữa. Ông nghĩ sao vậy ông đầu bếp? Dạ cái tính bả cũng giống như là thích món này món kia mà giống như thích không có được lâu bền. Lúc nào em cũng suy nghĩ là muốn tặng mà nhiều khi là sợ bả về đem về cái bả không vừa lòng bả. Rồi cái thời gian mà tụi em quen nhau đó, hai đứa có ở chung với nhau không? Quen nhau được một năm thì mẹ ảnh đồng ý để ảnh qua đây ở với em luôn. Tại vì một phần là ba mẹ em ly dị, em chỉ ở với ông ngoại bà ngoại thôi và một đứa em gái nhỏ nữa. Thì ảnh qua đây thì ảnh chăm lo cho nhà em từ trên xuống dưới hết luôn. Thì cứ cuối tuần á thì hai vợ chồng về nhà mẹ chồng một lần. Còn hầu như thời gian không hết như bên đây là ảnh ở bên đây với em luôn. Năm ngoái thì nhà ông bà ngoại xây, nhà em xảy ra một biến cố, phát hiện ra ba bị ung thư. Ba của em? Dạ đúng rồi. Ai chăm cho ba? Dạ một tay ông này chăm. Em chăm hết ba luôn. Dạ ba thì thời điểm đó là mổ phải làm cái hậu môn giả ở ngoài. Ba thì ngại con gái vệ sinh nên là một tay anh làm hết. Trời ơi. Thôi vậy còn gấp trăm lần cái lãng mạn nữa. Lúc đó ba biết rồi, ba đòi chia tay em hoài luôn. Em bị một cái áp lực là thời điểm năm ngoái em cũng phát hiện là em bị đa nang buồng trứng, khó có em bé. Em lại gây áp lực cho bản thân, nói ra thì ảnh mới biết thôi chứ thực ra là em lại gây áp lực cho bản thân mình là nhà ảnh một mẹ một con, lỡ mà sau này cưới mà không thể có em bé được thì em nghĩ cho ảnh nữa. Dạ đúng rồi, nói chung là ngày nào em cũng khóc hết trơn á, vừa ba như vậy vừa bản thân mình như vậy mà ảnh thì ảnh lo mọi thứ, ảnh lo nên mới làm em phải sợ. Đúng rồi, có nghĩa gì cái đó, tại vì bạn này bạn không muốn làm khổ bạn này. Thế cái thời điểm đó đó bên em chỉ có một mẹ một con thì mẹ có thông cảm, mẹ có ủng hộ cái việc mà em lo cho gia đình vợ như thế không? Dạ có. Dạ, mẹ cứ nói ba Vi bị vậy đó thì con cứ ở bển con lo đi, vài ba ngày về mẹ thăm mẹ cũng được. Trời ơi mẹ cao cả quá, thật mẹ quá đáng yêu luôn á. Rồi bây giờ ba làm sao rồi? Hiện tại sức khỏe của ba là khỏe, may là ba em là dân thể thao, ba em là huấn luyện viên điền kinh. Vậy hả? Và bây giờ thì là ổn không em? Dạ ổn.
Nếu vậy là em quá hay luôn, vừa ba khỏi bệnh ha, mà bây giờ vừa lại có em bé luôn, là hai cái điều mà làm em stress là bây giờ qua hết rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không nè? Dạ. Tất cả những cái chuyện gì buồn, những cái chuyện gì nó không may mắn đã qua hết rồi. Bây giờ là thấy hai em rất là vui vẻ. Đó, bây giờ nhân vui thì mình nói luôn cái những cái gì vui. Dạ, cô ấy có tật xấu gì không? Cô bé này có tật xấu gì không? Dạ thì em biết cái tính bả là bướng. Dạ, bướng một cách mà rã lắm. Bà giống như bà muốn cái gì bà phải được cái đó. Dạ, nên hai em cứ nghĩ là thôi bà suy nghĩ lúc đó thôi. Chứng khí vậy thì kệ. Đúng có chiều không? Có chiều bình. Không? Hỏi gì nữa nè? Cái gì nữa? Tật xấu gì nữa? Kiểu giống như bà thích hành xác người khác. Ví dụ bà làm gì em? Dạ giống như là em đang nấu bếp ở dưới. Cái bà ở trên tầng 2, bà muốn uống nước, cái bà nói bà gọi điện xuống chứ bà không có đi ra, bà gọi điện xuống bà kêu anh ơi rót nước cho em. Em cũng giật mình nói ủa có cái máy nước ở đâu ở ngoài mà sao em không ra, nói thôi em làm biếng quá. Rồi phải chạy lên. Dạ. Bà có nuôi thú cưng không? Dạ có. Dạ. Rồi bà cưng thú hơn hay là cưng chồng hơn? Dạ cưng mấy con cún hơn cưng em. Ồ. Mấy con cún tức có nghĩa là ở nhà nuôi nhiều cún lắm không? Dạ đúng rồi. Bà dạ, ở cưng cún hơn cưng chồng. Cưng cún hơn cưng chồng. À. Quá trời rồi. Ví dụ, thí dụ cái chuyện cưng cún là như thế nào? Trong thời gian bà giờ em đang có bầu là mấy chuyện chăm sóc rồi giờ toàn quyền của em hết. À, cứ một ngày phải ba bữa, tụi nó ở trên tầng 4 rồi. Cứ một ngày ba bữa em phải lên trên tầng 4 em cho ăn rồi em cho uống rồi nói chung là chơi tụi nó bắt buộc em phải chơi nó thả ra chơi. Phải chơi với chó sợ các con bị stress. Dạ đúng rồi. Con bị thiếu vắng tình cha đó. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp tục có gì nữa không? Dạ thì giận vô cớ. Dạ, vu vơ giận dạ. Con nít mà. Dạ. Giận có khi giận vì một hộp cơm sườn. Lý do tại sao? Dạ em mua hộp cơm sườn không đúng chỗ bà thích là bà giận. Dạ bà giận mà mỗi lần giận như vậy lâu không? Dạ cũng nửa ngày một ngày. Nửa ngày tại đây cái maximum của mấy đứa này là chỉ một ngày một thôi mà em làm một ngày, sao một để đêm nửa ngày hoặc là một giờ vậy thôi làm sao để cho bạn xí xóa để hết giận? Dạ thì em im lặng rồi tự động mới hết giận. Tự giận rồi tự hóa giải luôn. Dạ. Giờ mong muốn thay đổi gì nói luôn nè. Dạ thì bớt khó chịu đi. Đang có bầu mà thôi chấp không nhận gì. Cho khó chịu dạ, trong dạ, thời gian dạ. Mang bầu sanh rồi, con đi nè. Rồi cho mong muốn cái khác đi. Dạ kiểu bớt góp ý thẳng có nghĩa là nói góp ý gì là góp quỵt tẹt luôn không dạ, sợ dạ, tao buồn thẳng thần luôn dạ. Rồi bây giờ tới phiên em đó vạch mặt đi ổng có tật xấu gì không? Bạn này là rất là ở dơ. Dạo này thì đỡ đó tại vì em có em bé nữa ở dơ ngày nào cũng anh ơi tắm chưa anh ơi đánh răng chưa anh ơi rửa tay chưa, cứ ngày nào cũng vậy hết, cái liên khúc đó là ngày nào cũng nghe hết trơn á. Đánh răng cũng nhắc, tắm cũng nhắc. Có bữa em thấy buổi chiều đó chưa tắm, rồi hỏi anh tắm chưa, anh tắm rồi, tắm nào tắm qua á. Ở giờ rồi còn gì nữa? Mê game, cực kỳ mê game luôn. Hồi trước quen em á, trước khi quen em cũng đã biết mê game rồi, nhưng mà em nói á thì anh nói là một ngày anh chơi nửa tiếng, cái game đó đúng một ngày nửa tiếng là xong à. Nhưng mà không, một ngày là 24 tiếng chắc cũng 22 tiếng cầm điện thoại đó. Không cầm điện thoại lắm. Cái lý do mà tại sao em kêu ảnh tựa ở dưới bếp mà chạy lên đó là tại vì vừa nấu cơm tay đây chiên cá tay đây cầm điện thoại chơi game hả? Dạ tức là cái đạt mà gọi là đạt tới cái ngưỡng mà vừa làm cái này vừa chơi cái này được luôn. Dạ đúng rồi. Xào bếp mà không xào luôn một tay. Ông chơi game ta một tay hất chảo, một tay trên game là chuyện bình thường. Có nghĩa là đạt ngưỡng luôn rồi. Rồi sao nữa? Ông vô tâm lắm. Ông không có để ý gì tới em á. Em giận em gần đây nhất là cái hộp cơm sườn đó. Em ngán em không ăn được nước mắm mà có tỏi mà ông mua về ông quăng đó ăn mặn. Cái ông gửi em đi ăn sáng em nói không. Em đi, ổng khóa cửa cho em trong phòng luôn. Là ổng đi tự xuống dưới ổng nấu bếp, ổng làm gì dưới ổng làm, không cần quan tâm là em trong phòng mình em vậy đó. Mà vợ bầu đó nha, mà cứ kệ vậy đó. Xong rồi tới chiều, cái ổng nhắn tin cho mẹ ổng mát là em không ăn. Chuyên gia mát mẹ em, thì mẹ em lại la, mẹ em lại nghĩ là em chướng, em bướng. Rồi cái chiều ổng đi ngủ, em lén mở cửa em đi thì ổng cũng chả thèm kiếm đâu. Tự động em về. Dạ đúng rồi, em đi đâu thì tự động em về. Rồi bây giờ nhân đây thì em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Em muốn ảnh là bớt vô tâm lại thôi. Cái sự vô tâm của ảnh là em tổn thương rất là nhiều. Bớt chơi game lại, bớt vô tâm lại, đặc biệt là bớt ở dơ lại. Thực ra đây là tại vì hai bạn này còn trẻ quá. Cả hai đứa đều chưa có một cái hành trang gì cho cái cuộc sống vợ chồng hết. Cái tâm bạn này rất là tốt, bạn này rất là thiện, rất là tốt. Bằng chứng là cái việc mà bạn chăm cho ba, rồi lo cho ông bà ngoại cái thời điểm mà hai đứa còn yêu nhau á. Nhưng mà cái đó nó chưa cần kiến thức. Cái đó là làm vì tấm lòng, vì tình yêu thương thực sự là mình làm được. Nhưng khi mà mình đã có con và mình đã có vợ bầu thì những cái chăm sóc nó lại thuộc về kiến thức
mà mình phải cập nhật, chứ không thể nào mà chỉ lo bằng tấm lòng được đâu nha cưng. Nó có những cái mà mình cần phải học, cần phải hiểu tâm lý để mà biết cách chăm sóc. Cho nên bạn này bạn chỉ cần nè, bạn mở cái gọi là cái Bluetooth của bạn ra đó, bạn đồng điệu với bạn vợ là bạn sẽ làm được hết cưng. Dạ. Cố gắng sắp xếp thời gian ở bên vợ nhiều hơn. Dạ. Để nó trong thời gian này mình chấp nhận đó, kèo dưới vợ. Dạ. Mình không sao. Đúng cả rồi. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.